Em để bộ quên cái bóp trong xe. Mà bây giờ quay lại nó mất tiêu rồi. Anh với chị check camera thấy em lấy cái bóp rồi. Sự việc được camera tại tiệm rửa xe ghi lại. Anh coi anh rửa xe, mất xe mà em với hút củi trong em nha. Rồi ok. Rồi, em đi ông chị xíu em quay em lấy. Ok. Sau khoảng 15 phút rửa xe. Trong quá trình hút bụi xe thì anh nhân viên có biểu hiện bất thường. Sau khi kiểm tra bóp, anh nhân viên rời đi. À anh. À, em hả? Đúng lúc xe xong rồi đó. Mà nãy em có để quên cái bóp trong xe á. Anh có thấy bóp em không? Cái bóp nào? Cái bóp của em để trong xe nè. Em kiếm lại thử kỹ coi, tại vì nãy giờ anh nằm bên ngoài. Cái thằng kia nó hút bụi trong kia em. Không, em để quên trong đây nè, có gì anh hỏi thử bạn nó coi có thấy bóp em không? Đợi anh xíu nha. Ừ. Anh vô anh hỏi nó lại đi. Đợi anh xíu. Dạ. Có gì em nói chuyện với chủ anh nha. Là nãy anh nói để quên cái bóp trên xe á, và mà giờ là quay lại kiếm nó. Dạ, xe hồi nãy xe này ai vậy cổ? Anh với Trung, nhưng mà anh rửa ngoài còn bụi cũng tốt. Cứ nói với chị chủ nha. Rồi. Sao em? Em để bộ quên cái bóp trong xe. Mà bây giờ quay lại nó mất tiêu rồi. Vậy chị tính sao với em? Rồi để chị kiểm tra nhân viên coi sao. Nhưng mà cái thứ nhất á, ở bên chị nhận giữ xe với lại rửa xe là bên chị không bảo quản tài sản tư trang cho khách. Ở đây á, bên chị có để rõ ràng. Nhưng mà trong cái trường hợp này á, chị cũng sẽ tìm hiểu giùm em. Đi vô đây mình check camera. Bây giờ trên camera là thấy nó lấy cái bóp em rõ ràng. Bây giờ chị giải quyết làm sao với em đi chứ. Rồi được rồi. Để chị điện cho nó về cái. Bỏ chạy gọi cấp cho chị về. Hồi nãy em với anh Hương rửa xe này phải không? Dạ đúng rồi. Em có thấy cái bóp của khách không? À. Cái bóp của khách anh nói là để ở trong xe. Mà bây giờ không thấy nữa. Em hút bụi xe này. À không ạ. Anh với chị check camera thấy em lấy cái bóp rồi. Thôi giờ cho anh xin lại đi. Không phải, anh chị bình tĩnh nghe em nói à, anh chị hiểu lầm em rồi. Đúng á, là em có lượm một cái bóp dưới cái sàn là đúng thiệt. Nhưng mà lúc đó em lượm xong á, là em quay qua quay lại tìm chị để gửi cho chị giữ giùm anh khách. Mà không thấy chị đâu á, em mới cướp vô lại cái hộp á. Còn cái bóp mà chị thấy em đứng ngoài á, là cái bóp của em. Lúc đó là em đứng ra em kiểm tra tiền coi còn đủ tiền để đi ăn cơm không. Chứ bóp của anh đó em để ở trong nè, không tin anh mở cửa ra anh coi cái hộp đó đi, anh kiểm tra lại cái hộp đó đi. Đó. Anh kiểm tra coi có sướng vô không anh? Không đủ rồi. Thôi cái này cũng lỗi của em xin lỗi chị với thằng em. Thôi anh gửi mày chút bệnh uống cà phê. Dạ thôi em không lấy đâu anh. Thôi anh xin lỗi nha. Dạ không có gì đâu anh. Clip chỉ tái hiện lại tình huống có thật. Vì vậy đừng phán xét ai khi bạn không ở trong hoàn cảnh của họ.